Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mẹ mới mua cho mình bộ đồ chơi mới nè, nên mình sẽ quay video lại. Các bạn cùng làm chung với mình nha. Mẹ nói đây là bộ đồ chơi Nhật Bản đó. Tuy là đồ chơi, nhưng chúng mình ăn được luôn. Hay quá các bạn ơi. Mình hào hứng quá à. Mình sẽ làm theo mẫu này. Sẽ ra được 4 kiểu bánh khác nhau luôn. Dù là không biết tiếng Nhật nhưng mình sẽ làm theo hướng dẫn ở phía sau nè. Rất là chi tiết nên mình sẽ làm được thôi. Ôi, thiệt là thích quá đi à. Thôi, giờ mình mở hộp thôi nào. Bùm, khui ra. Wow, một bịch bự luôn. Không biết ở trong là cái gì đây ta. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Cắt ra nào. Kéo nó ra. Có nhiều bịch quá ta. Trời ơi, nhiều màu sắc quá à. Toàn là tiếng Nhật không à. Nhưng mà không sao, chúng ta đã có hướng dẫn. Hi hi hi. Cái bịch này để làm gì ta? Có cái mũ màu hồng luôn nè. Có cái khay, có hình bông hoa nữa kìa. Bây giờ mình sẽ cắt cái khay đựng nước ra. Cái này là dùng để đựng nước đó mấy bạn. Đây nè, đúng rồi. Dẹp nó qua một bên. Bây giờ mình sẽ cắt các khay còn lại. Để lát mình làm cho nó dễ. Cắt ra nào. Cắt ra thôi. Bon. Cắt ra tiếp nè. Xong rồi, bây giờ mình sẽ làm gì đây ta? Mình sẽ lấy cái khay này. Đâu rồi ta? Đi nè. Mình mới cắt xong đi nè. Mình sẽ đổ gói bột màu vàng vô và bỏ thêm nước vào. Để hỗn hợp sệt lại. Giống như là bột vậy đó. Bây giờ mình đổ vô nha. Bột màu trắng. Nhưng mà theo hình là màu vàng. Chắc nữa, lát nữa chắc là mình đổ nước vào thì bột sẽ biến thành màu vàng đó. Bây giờ mình lấy cái khay nhỏ này, mình đong nước vô nha. Một khay nè. Hai khay. Ba khay. Tí xíu nữa là rớt ra rồi. Giờ mình trộn lên nha. Đó, bột đã biến thành màu vàng rồi các bạn ơi. Hay quá à. Sao nó đổi màu được hay vậy ta? Trộn lên. Nước ít quá à, nên bột còn khô quá trời luôn kìa. Chắc là mình sẽ phải thêm các nước. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên của GN Production and Entertainment và nhận được thông báo khi mình đăng video mới lên nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trộn lên. Trộn đều theo cái là đều luôn. Trộn lên. Chắc chưa được rồi, chắc phải thêm một khay nước nữa quá à. Còn dư quá trời bột luôn. Một khay nữa. Thêm thêm một khay nữa luôn cho chắc ăn. Trộn lên. Chắc là được rồi đó mấy bạn ha.
trộn thiệt là đều tay nha. Để cho hả, khối bột thiệt là dẻo, lát nữa mình làm bánh sẽ đẹp, mịn hơn nè, nhìn sẽ rất là đẹp mắt luôn. Khó thật, trộn bằng muỗng khó quá à. Bây giờ mình sẽ dùng tay nha. Các bạn nhớ là mình làm những cái đồ dùng bằng tay như vậy nè, thì trước khi làm các bạn hãy rửa tay bằng xà bông cho thiệt là sạch sẽ, để vi khuẩn trên tay mình hả sẽ trôi theo xà bông và nước, không còn đọng trên tay mình nữa, thì khi mình làm bánh sẽ thiệt là sạch, mình ăn vào sẽ không bị đau bụng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm tiếp với bột màu nâu. Mình cũng sẽ nặn thành cái viên tròn giống như là bột màu vàng khi nãy đó. Mình đổ ra nghe thơm mùi sô-cô-la quá à. Trời ơi, chắc là ngon lắm đây. Bây giờ mình đổ nước vô nha. Đổ vô. Bây giờ sẽ trộn lên thôi. Trộn lên. Trộn thiệt là đều tay nha các bạn. Đi tí nữa là rớt rồi. Nó cứng quá, nó đặc quá à. Này là thiếu nhiều nước lắm nè. Chắc là phải đổ nước thêm thôi. Thơm mùi sô-cô-la quá các bạn ơi. Thêm nước vô. Rồi, tiếp tục công việc trộn bột nào. Trộn đều tay nha. Hay thiệt luôn á. Người Nhật Bản thiệt là thông minh. Bột như vậy mà mình đổ nước vô mình trộn hả? Ý như bột Việt Nam của mình luôn á. Hay quá à. Trộn lên. Mình vẫn thấy khô quá à. Chắc là phải đổ thêm nước vô rồi. Khô quá. Còn quá trời bột luôn, chưa thấm nước luôn kìa. Đổ thêm vô. Rồi, tiếp tục công việc trộn bột nào. Trộn lên. Cái nào dính á thì mình khều xuống. Hay da, biết được chưa ta? Chắc được rồi đó, chắc không cần thêm nước đâu. Mình thấy nó vừa đủ rồi, không bị dư bột. Mình sẽ lăn cho nó dính hết mấy cái bột khô vô. Rồi mình sẽ trộn thiệt là đều luôn. Cái muỗng này mềm khó trộn quá à, chứ nó không có cứng. Giờ mình sẽ lấy tay mình nặn nha. Tay mình sạch rồi đó. Các bạn đừng có leo leo mình nha. Tay mình không có dơ đâu. Trộn lên. Ra có hai viên luôn nè. Một viên màu nâu, một viên màu vàng. Bây giờ mình sẽ làm viên màu vàng trước nha. Mình sẽ chia đôi cái viên này ra cho nó đều. Rồi bây giờ mình sẽ định vô cái khuôn có hình bông hoa. Nén cho chặt vô. Thì cái bánh của mình đó, nó ra hình sẽ thiệt là đẹp luôn. Wow, giống chưa mấy bạn ơi? Đẹp quá à. Bây giờ mình sẽ bứt mấy cái rìa xung quanh ra cho cái bánh nó đẹp hơn nha. Mình sẽ bỏ mấy cái phần bánh dư đi. Rồi bỏ đi. Những cái nào mà bị dư á thì mình bỏ đi cho nó đẹp hơn nha. Bỏ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ xuống cái dĩa nè. Tiếp theo mình sẽ nặn một hình khác.
Đó là hình bánh donut. Mình nén chặt vô nha. Phải nén chặt vô thì cái bánh nó mới đẹp nha mấy bạn. Nén vô, nén vô. Bum. Đẹp quá à. Nó tròn quay à. Nhìn giống cái bánh donut màu vàng quá à. Ngon quá. Mình đang đói bụng nữa chứ. Bỏ xuống cái dĩa. Tiếp theo mình sẽ làm cái viên màu nâu. Cái viên này thơm mùi sô-cô-la lắm mấy bạn ơi. Lát nữa mình sẽ ăn viên này đầu tiên. Mấy cái dư mình bỏ qua một bên. Lát mình sẽ làm cái khác. Rồi bây giờ mình nén vô, nén chặt vô nha. Nén vô, nén vô. Wow. Đẹp quá à. Bây giờ mình bỏ mấy cái rìa rìa đi nha. Cho cái bánh nó hoàn hảo hơn. Nhìn nó đẹp hơn. Ôi mình thấy đẹp hơn cái viên màu vàng hồi nãy luôn á. Bỏ đi, bỏ đi. Wow. Đẹp quá, giống bông hoa quá à. Thích quá à. Đẹp quá mấy bạn ơi. Mấy bạn có thấy đẹp không? Rồi bây giờ mình sẽ làm nốt viên còn lại. Mình sẽ làm hình cái bánh donut. Thường là bánh donut mình hay ăn á, thì nó có màu nâu đen. Đúng là màu này luôn nè. Wow. Mình bỏ mấy cái bị dư đi nha. Bỏ đi, bỏ hết đi cho cái bánh nó đẹp. Bỏ đi, bỏ luôn. Bỏ luôn. Wow. Đẹp quá à. Rồi mình sẽ dùng mấy cái viên dư hồi nãy. Mình làm thành cái mũi với cái tai của con gấu nha. Mình sẽ nặn cái viên vàng này thành cái mũi của chú gấu. Nặng cho nó tròn tròn. Cho thiệt là dễ thương luôn. Tiếp theo là tới hai cái tai nè. Vo vo lại cho nó tròn tròn. Rồi bây giờ mình ịn vô. Ý da. Nó không có dính. Ý da. Ủa sao nó không dính vậy ta? Dính rồi kìa. Rồi để mình sửa lại cho nó đẹp nha. Tiếp theo cái tay còn lại nè. Ịn vô, ịn vô. Rồi sắp thành hình con gấu rồi đó mấy bạn ơi. Mấy bạn có thấy giống hình con gấu không? Tiếp theo là mình sẽ mình sẽ đổ gói bột màu trắng này vô để làm thành hỗn hợp kem. Để lát mình chét lên mấy cái bánh cho nó đẹp hơn, cho nó ngon hơn và thơm hơn nữa đó. Đổ vô, đổ vô. Tiếp theo mình sẽ đổ một muỗng nước. Mình sẽ đổ một khay nước thôi nha. Rồi bây giờ mình lấy cái muỗng. Rồi trộn lên, trộn lên, trộn thì là đều tay nha. Cái này thơm quá mấy bạn ơi, thơm mùi vani quá. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên của GM Production and Entertainment và nhận được thông báo khi mình đăng video mới lên nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Có bột màu trắng mẹ mình hay mua về để bỏ vô chè cho nó thơm á. Tiếp theo là sẽ đổ gói bột màu trắng. Nhưng mà lát nó sẽ biến thành màu hồng, đẹp lắm đó. Để mình thấy trên hướng dẫn á. Cũng đổ một khay nước thôi nha. Wow, chưa gì mà mình thấy nó thành màu hồng rồi kìa. Hay quá, người Nhật Bản đúng là hay quá mà. Khèo nó xuống, khèo nó xuống. Rồi, trộn đều lên. Cho nó sạch sạch, lát nữa mình quét nó lên. Cái bánh thiệt là đẹp luôn. Rồi trộn đều lên nha.
trộm lên, trộm lên. Chắc được rồi đó mấy bạn ơi, mình thấy nó mịn rồi đó. Trời, mịn quá à. Rồi, xong. Bây giờ, tiếp theo, mình sẽ làm sô-cô-la. Đây, mình sẽ dùng cái bịch này để mình làm. Xong, lát mình cắt chút xíu một cái góc để hả? Mình nặng giống người ta làm bánh sinh nhật á, người ta có cầm cái đồ người ta nặng xong cái người ta làm thành hình bông hoa. Nói chung là hình gì người ta cũng làm được hết trơn á. Hay quá à. Lần đầu tiên mình được làm như vậy luôn á mấy bạn, thích quá à. Thôi mình đổ gói bột sô-cô-la vô nha. Thơm quá à. Thơm giống như hình, giống như là cái bột mà nặng hình con gấu hồi nãy á. Thơm mùi sô-cô-la quá à. Thôi mình cũng đổ một khay nước thôi nha. Rồi lấy cái muỗng quậy đều lên, trộn lên, trộn đều lên nha. Trộn lên giống sô cô la quá. Thì nó là sô-cô-la chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình sẽ kéo lên. Rồi lấy cái tay vuốt nó xuống. Rồi giống chưa? Giống ngoài quán không mấy bạn? Bây giờ mình sẽ làm theo hình nha. À mình sẽ làm theo mẫu nha. Đó, xịt vô. Hay quá, sướng quá mấy bạn ơi. Lần đầu tiên mình được làm như vậy luôn á. Rồi mình sẽ làm cái mũi nè. Quét nó xuống. Đó, giống mũi chưa? Mình sẽ làm thêm con mắt nữa. Hai con mắt luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm cái má hồng cho chú gấu. Mình sẽ làm cái kem màu hồng khi nãy á, mình phết nó lên. Ý, bị dính con mắt rồi. Nhưng mà không sao. Mình sẽ lấy cái khay nước. Đúng rồi. Mình đùa nó xuống. Rồi, bên này thêm một miếng nữa. Cho nó đầy, cho nó đều nhau. Tiếp theo cái bánh này mình sẽ quét lên, phủ ở bên trên là kem màu hồng, phết đều lên, phủ hết cái bánh luôn. Thơm quá à, muốn ăn quá mấy bạn ơi. Mình sẽ đắp hết, đắp lên phía trên cho thiệt là nhiều kem luôn, cho nhìn thiệt là hấp dẫn. Rồi quét lên nha. Lấy thêm một chút nữa. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu mình thấy hấp dẫn rồi đó. Muốn ăn lắm rồi đó. Đẹp quá à. Giống là tiện quá mấy bạn ơi. Không ngờ là mình làm ở nhà cũng được ý như vậy luôn. Đẹp quá à. Không thua gì ngoài tiện hết trơn á. Mà lại còn xinh nhỏ nhỏ nữa chứ. Mình muốn làm hình gì cũng được. Giờ mình sẽ lấy sô-cô-la. Mình nặng thành cái hình bông hoa màu đen, trong là màu hồng. Wow. Đẹp quá à. Rồi tiếp theo cái bánh màu
bông hoa màu nâu này mình cũng sẽ phát lên phía trên như là cái bông hoa màu vàng khi nãy, nhưng mà mình sẽ phết kem màu trắng nha, cho nó khác biệt. Đúng rồi, mình đùa nó xuống cho nó phủ nhiều kem cho thiệt là hấp dẫn. Lấy nhiều lên, lấy nhiều lên. Trời đẹp quá à. Mình sẽ phủ hết phía trên của cái bánh. Ý nó chảy. Wow, ngon quá mấy bạn ơi. Mình đói bụng quá à. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên của TN Production and Entertainment. Rồi, mình sẽ làm thành một hình xoắn ốc. Tưới lên, nặng lên. Wow, đẹp quá. Xong rồi. Đẹp chưa mấy bạn? Bây giờ mình sẽ cắt gói. Mình cũng không biết đây là cái gì nữa, nhưng mà mình sẽ rắc lên cho nó đẹp. Rắc lên. Wow, đẹp quá. Thêm cơm nữa nè. Rắc hết lên luôn. Wow, thiệt là hấp dẫn. Đẹp quá mấy bạn ơi. Mình ăn thôi nào, mình ăn đây.